ngày 18 tháng 10, theo nguồn tin của phóng viên, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an vừa có quyết định xử phạt 360 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ sinh hóa Thịnh Long do xả thải ra môi trường dược chuẩn. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ sinh hóa Thịnh Long gọi tắt là công ty Thịnh Long, có trụ sở đặt tại Ấn Hòa Trung, xóm Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Trước đó, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau kiểm tra công ty Thịnh Long. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện công ty trinh xã thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 53 ngày đến dưới 13 ngày. Công ty Thịnh Long hoạt động trên lĩnh vực chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thủy sản.